Đông Anh là vùng đất cổ, địa linh nhân kiệt, có bề dày lịch sử, truyền thống thượng võ, tinh thần yêu nước cùng nền văn hóa giàu bản sắc. Nơi đây nổi tiếng với cổ loa, mảnh đất từng hai lần được chọn là kinh đô nước Việt, nơi có nhiều danh nhân khoa bảng xếp thứ hai trong lịch sử nghìn năm Thăng Long Hà Nội, với 56 tiến sĩ được lưu danh trong sử sách, với 413 di tích được mang giá trị tiêu biểu về nghệ thuật, kiến trúc, lịch sử, văn hóa. Trong đó có 142 di tích đã được xếp hạng, 98 lễ hội dân gian đặc sắc cùng các bộ môn nghệ thuật truyền thống tiêu biểu như ca trù, rối nước, tuồng, chèo. Những ẩm thực độc đáo riêng có của Đông Anh như rượu quậy, bỏng chủ, bún mạch tràng, đậu làng chài, gạo nếp hoa vàng dục tú. Đến những sự tích truyền thuyết về thần Kim Quy, Nỏ Thần, Mị Châu Trọng Thủy, chuyện những nàng tiên gánh đất xây thành, tất cả tạo nên một bản sắc văn hóa tiêu biểu và cốt cách tâm hồn người Đông Anh trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Theo quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Đông Anh được xác định là đô thị trung tâm văn hiến, văn minh, hiện đại, đô thị kiểu mẫu phía Bắc sông Hồng, là trung tâm tài chính văn hóa lớn của Hà Nội và cả nước. Nói đến hệ thống di tích lịch sử văn hóa ở Đông Anh, đầu tiên phải kể đến khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa. Từ thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên, thủ phán An Dương Vương thống nhất Âu Việt và Lạc Việt, lập ra nước Âu Lạc, rời đô về Cổ Loa. Cổ Loa, Đông Anh trở thành một tổ hợp kinh thành, quân thành, thị thành đầu tiên của dân tộc ta, một trung tâm chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa đầu tiên của đất nước từ cách đây 2.300 năm. Thành Cổ Loa là tòa thành cổ đầu tiên của lịch sử nước ta. Đông Anh là trung tâm quần cư của người Việt cổ, với những di chỉ khảo cổ học nổi bật tại Đông Anh như Đồng Vông, Xuân Kiều, Bãi Mèn, Đình Tràng, Đường Mây đã chứng minh trên vùng đất này tồn tại nhiều lớp văn hóa nối tiếp nhau từ thời đại đồ đồng đến thời đại đồ sắt. Đặc biệt với dấu tích hệ thống lò đúc mũi tên đồng, sưu tập khuôn đúc mũi tên đồng được phát hiện tại đền thượng Cổ Loa đã chứng minh cho truyền thuyết Nỏ Thần của vua An Dương Vương trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Triệu Đà vào thế kỷ 3 trước Công Nguyên. Đây là di tích quan trọng, quý, hiếm và độc nhất ở Việt Nam hiện nay. Bên cạnh khu di tích Cổ Loa, Đông Anh còn nổi tiếng với quần thể di tích Đền Sái, Đình Nhội và Đền thờ Tiến sĩ Lê Tuấn Mậu. Đây là cụm di tích có liên quan mật thiết đến Cổ Loa với truyền thuyết về núi Thất Diệu, Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ, diệt tinh gà trắng, giúp vua Thục xây xong thành ốc. Ngoài ra, vùng đất năm làng rỗ, ba làng quậy của xã Liên Hà, đất làng dọc của Dục Tú, vùng tổng cói của Đông Hội Mai Lâm, còn hiện hữu những di tích cổ kính có giá trị về lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật. Đình Thạc Quả, đình Lỗ Giao còn lưu lại kiến trúc các mảng trạm dân gian mang phong cách nghệ thuật thời mạc. Đình Đại Vĩ, đình Ngọc Chi, đình Xuân Trạch còn giữ được bức màn giếng cổ mang phong cách nghệ thuật thế kỷ thứ 18. Đình Dục Tú với đôi vẹt gỗ mang phong cách nghệ thuật thời Hậu Lê. Tất cả tạo nên giá trị về nghệ thuật, kiến trúc, lịch sử, văn hóa, thể hiện được sự tài hoa, tinh xảo và sáng tạo của các nghệ nhân xưa. Dấu ấn nổi bật trong hệ thống di tích cách mạng kháng chiến ở huyện Đông Anh phải kể đến hệ thống di tích cách mạng an toàn khu ATK của Trung ương thời kỳ tiền khởi nghĩa, pháo đài Xuân Canh, địa danh đường du kích Nguyên Khê, địa đạo làng kháng chiến Nam Hồng với hệ thống giao thông hầm xuyên trong lòng đất, hệ thống hào lũy hầm trông đã làm kinh hoàng giặc Pháp. Chi bộ thép Cường Nỗ, xã Uy Nỗ góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ trên không. Hệ thống di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh với 6 lần về thăm Đông Anh từ năm 1957 đến năm 1965. Bên cạnh di sản văn hóa vật thể, Đông Anh còn có kho tàng di sản văn hóa phi vật thể phong phú, đa dạng, tiêu biểu cho diện mạo văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa Thăng Long Hà Nội, ngàn năm văn hiến. Với 98 lễ hội dân gian truyền thống mang những nét đặc trưng riêng tạo nên sắc thái văn hóa riêng biệt cho vùng đất Đông Anh, tiêu biểu như hội rước kiệu Bát Xã Loa Thành, hội rước vua Đền Sái,
hội rước nước vùng ven sông, rước kiệu các dòng tộc ở Thụy Hà, hội cướp cầu làng Viên Nội, kéo lửa thổi cơm thi làng Lư Quy, kéo rắn làng Xuân Nội, hội kén rể làng Đường Yên Xuân Nội, đã trở thành nơi trao truyền giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh đô thị hóa hiện nay. Dân gian vùng Cổ Loa có câu: chết bỏ con bỏ cháu, sống không bỏ mồng 6 tháng giêng. Lễ hội Cổ Loa được tổ chức vào ngày mùng 6 tháng giêng tại Đền Thượng, gồm các nghi thức tế lễ của bát xã hộ nhi, sau đó là màn rước kiệu bát xã. Đây là lễ hội liên làng, gắn liền với lịch sử về sự ra đời của nhà nước Âu Lạc. Vào ngày 11 tháng giêng hàng năm, lễ hội truyền thống rước vua được tổ chức tại Đền Sái, Đình Thụy Lôi và khu vực núi Sái. Lễ hội gắn với truyền thuyết. Hàng năm vào mùa xuân, vua Thục Phán An Dương Vương đích thân xa giá về Đền Sái bái yết Đức Huyền Thiên Trấn Vũ, người có công giúp vua xây thành Cổ Loa. Về sau thấy việc đi lại làm hao tốn tiền của công sức của nhân dân, nên đã cho phép dân làng Thụy Lôi thực hành nghi vệ thiên tử, xưng quan tước để bái yết Thánh Huyền Thiên. Chính vì vậy, nhân dân làng Thụy Lôi theo truyền thống hàng năm tổ chức thực hành nghi vệ thiên tử, xưng quan tước để bái yết Thánh Huyền Thiên thay đức vua, và từ đó hình thành lễ hội rước vua. Lễ hội cứ thế được truyền từ đời này qua đời khác cho đến ngày nay. Có thể nói, các lễ hội truyền thống của huyện Đông Anh mang nhiều nét đặc trưng tiêu biểu, luôn có sự gắn kết, hòa quyện giữa phần lễ và phần hội. Sự gắn kết đó thêu dệt lên bức tranh văn hóa đủ màu sắc, mang đến cho người dự hội cùng vui chung, hòa mình vào hội, được sống với hội. Lễ hội truyền thống của Đông Anh còn gắn với trò chơi dân gian độc đáo như hội cướp cầu làng Viên Nội với lễ rước ông quả, trò chơi cướp cầu diễn ra tưng bừng náo nhiệt. Hội đình Lương Quy, xã Xuân Nội với tục rước bệu và kéo lửa thổi cơm thi, làm sống lại không khí khẩn trương náo nức, chuẩn bị cho quân theo ông gióng đi đánh giặc. Hội đình Xuân Nội với mả thi kéo rắn, đây là trò chơi dân gian mang tính trí tuệ cao. Lễ hội truyền thống ở Đông Anh có hình thức diễn sướng dân gian độc đáo. Hội đình Đường Yên có tục cánh rể. Lễ hội tái diện lại toàn cảnh Đức Thánh Bà thử tài các chàng trai để kén rể cho con gái. Các màn thi thử tài sôi động, hấp dẫn, thu hút hàng trăm lượt người tham dự như thi cày, câu ếch, bắt trạch trong chuông. Lễ hội truyền thống ở Đông Anh mang tính đặc thù của cư dân nông nghiệp. Với các xã vùng ven sông Hồng, sông Đuống, có tục rước nước tắm thánh gây ấn tượng với khách thập phương. Ở nhiều lễ hội của Đông Anh còn duy trì tục kết trạ, thể hiện sự đoàn kết tương trợ, tương thân tương ái. Ngoài ra còn có lễ hội cầu mát với đám rước mã để cầu mong một năm mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa. Nhắc đến Đông Anh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã viết: Đông Anh, một vùng đất có vị thế hết sức đặc biệt, luôn được chọn làm điểm tựa cho quá trình hình thành và phát triển của thủ đô và đất nước. Một địa bàn đã trở thành một biểu tượng hằng số của lịch sử văn hóa Việt Nam. Đã khẳng định bề dày lịch sử, truyền thống thượng võ, tinh thần yêu nước cùng nền văn hóa giàu bản sắc, tất cả tạo nên giá trị văn hóa tiêu biểu và cốt cách tâm hồn người Đông Anh trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc.